Chào các em, đến với buổi học hôm nay. Phần trước chúng ta đã ôn bài ngữ pháp grammar. Bài này chúng ta sẽ tiếp tục với phần đọc và read and write. Chúng ta sẽ cùng nhau làm một số bài tập nho nhỏ để luyện kỹ năng đọc và viết. Chúng ta đi vào phần đầu tiên là reading. Chúng ta có bài tập sau: fill in the blanks to complete the paragraph and answer the questions. Là các em điền vào chỗ trống cho để hoàn thành đoạn văn và trả lời những câu hỏi. Các em nhìn vào màn hình, cô có một đoạn văn đã bỏ trống 8 chỗ. Ở phía dưới cô có 8 câu tương ứng với 8 ô trống. Mỗi câu nó sẽ có 4 đáp án. Các em sẽ chọn và khoanh vào đáp án phù hợp với ô trống. Ví dụ ô trống thứ nhất: Hoàng is a... Hoàng là một... Như vậy ở câu thứ nhất mình có 4 đáp án. A là class, là lớp học. B student, là học sinh. C school, là trường học. Và D doctor, là bác sĩ. Như vậy thì Hoàng là một gì đó, vậy là mình chỉ là chỉ người, cho nên mình loại được đáp án A và đáp án C. Mình còn đáp án B và đáp án D. Nhưng mà các em nhìn câu tiếp theo là he's 12 years, là anh ấy 12 năm. Mình có thể đoán được ở đây là 12 tuổi, cho nên là anh ấy là một học sinh chứ không phải là một bác sĩ. Vậy đáp án mình sẽ chọn là B. Rồi tiếp theo câu số 2: He's 12 years. Ở đây các em có thể đoán được là anh ấy là 12 years, là years old, anh ấy 12 tuổi. Vậy đáp án của mình là B. Rồi tiếp theo ô trống thứ 3: He's tall and... là anh ấy cao và... Như vậy ở đây người ta đang miêu tả cái gì các em? Người ta đang miêu tả về ngoại hình của anh ấy. Rồi các em nhìn xuống câu 3 có 4 đáp án. A là round, là tròn. B là thin, là ốm. C oval, là trái xoan. D long, là... long là dài. Ok, như vậy thì mình trong 4 đáp án này cái từ nào để miêu tả ngoại hình? Đúng rồi, là đáp án B. Thin là ốm. He's tall and thin là anh ấy cao và ốm. Rồi chúng ta tiếp tục với ô trống thứ 4: His face is... Tới đây là người ta miêu tả gì các em? Face là gương mặt. Tới đây người ta đã miêu tả gương mặt rồi. Rồi các em nhìn xuống 4 đáp án ở dưới, từ nào để diễn tả gương mặt nha. Đáp án A là long, là dài. B heavy, là nặng. C light, là nhẹ. Và D thick, nghĩa là dày hoặc là đậm. Như vậy từ nào để diễn tả gương mặt các em? Là A long. His face is long, là gương mặt của anh ấy thì dài. Vậy đáp án của mình là A. Rồi chúng ta tiếp tục với ô trống thứ 5. Ở ô trống thứ 5 người ta nói là and his hair is... and black. His hair là... thì các em, hair là tóc. Tóc của anh ấy thì... và đen. Rồi mình để xem cái từ nào để diễn tả cái tóc của anh ấy nha. Ở câu số 5 4 đáp án. A là full. Full là no, là đầy. B big. Big là gì? Big là to. C round. Ở trên cô có dịch rồi nè. Round nghĩa là tròn. Và D là short. Short nghĩa là ngắn. Như vậy tóc của anh ấy thì thì sao? Đầy, to, tròn và ngắn. Chúng ta sẽ chọn D là ngắn, short. Như vậy tóc của anh ấy thì ngắn và màu đen. Rồi chúng ta qua ô trống thứ 6. He... at school in the morning. Anh ấy... ở trường vào buổi sáng. Như vậy ở đây người ta chỉ là hành động, anh ấy đã làm cái gì đó ở trường vào buổi sáng. Vậy các em xem 4 đáp án ở dưới. A studies, là học. B travels, là du lịch. C walk, là
đi bộ, và D goes là đi. Vậy anh ấy cái gì ở trường vào buổi sáng các em? Anh ấy đi học ở trường thì phải là học. Như vậy đáp án của mình là A, studies. Rồi tiếp theo, and chấm 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 football in the afternoon, và làm cái gì đó đá banh vào buổi chiều. Như vậy thì mình sẽ chọn là đá banh, thì mình chọn từ nào? Chơi đá banh ha. Rồi vậy đáp án của mình là A, place. Những từ còn lại có nghĩa là B, travels là du lịch, hồi nãy mình có dịch ở trang rồi ha. Works là làm việc. Go, guys là đi. Rồi chúng ta tới ô chấm cuối cùng. He chấm 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 good marks in class. Anh ấy chấm chấm điểm tốt ở lớp. Anh ấy làm cái gì điểm tốt ở lớp? Anh ấy đạt được điểm tốt ở lớp. Ok, rồi mình xem từ nào là từ đạt được ha. A, place nghĩa là chơi. B, does nghĩa là làm. C, get nghĩa là đạt được. Và D, have nghĩa là có. Như vậy mình sẽ chọn đáp án là C. Ok, yes. Rồi các em nhìn vào màn hình, cô có một đoạn văn. Đây là đoạn văn các em đã hoàn thành lúc nãy. Rồi nhiệm vụ của các em là đọc lại đoạn văn này và trả lời các câu hỏi bên dưới. Chúng ta có 6 câu hỏi. Rồi đi vào câu hỏi đầu tiên. Is Hoàng a school boy? Nghĩa là Hoàng là một cậu học trò phải không? Câu hỏi của mình bắt đầu bằng động từ to be. Như vậy mình có cách trả lời là yes hoặc là no. Rồi các em tìm trên bài chỗ nào nói Hoàng có phải là học trò hay không. Rồi các em nhìn vào câu đầu tiên. Hoàng is a student, nghĩa là Hoàng là một học sinh. Như vậy thì Hoàng có phải là school boy không? Phải ha. Nếu mà phải thì mình sẽ trả lời là yes. Yes gì các em? Yes, he is. Chúng ta sử dụng he để thay thế cho Hoàng. Yes, he is. Rồi qua câu thứ hai. Is he short? Nghĩa là gì? Nghĩa là anh ấy có lùn hay không? Rồi các em tìm trên bài anh ấy có lùn hay không? Chỗ nào miêu tả ngoại hình của anh ấy? Rồi các em nhìn vào câu thứ ba ha. He's tall and thin, nghĩa là anh ấy cao và ốm. Như vậy anh ấy có lùn không? Không nha, anh ấy không có lùn. Như vậy câu trả lời của mình là yes hay là no? Câu trả lời là no. Vậy thì no gì? No he isn't, hoặc là no he is not. Rồi qua câu thứ ba. Is his face long? Nghĩa là gì? His face nghĩa là mặt của anh ấy. Long nghĩa là dài. Vậy câu này có nghĩa là mặt của anh ấy có dài hay không? Rồi các em tìm trên bài chỗ nào có chữ his face đâu? Câu thứ tư có chữ his face nè. His face is long, nghĩa là mặt của anh ấy thì dài. Như vậy câu trả lời là yes hay là no? Là yes ha. Câu trả lời là yes. Yes gì? Yes, yes it is. Tại sao ở đây mình xài sử dụng là it is mà không phải là he is? Tại vì ở đây người ta hỏi là his face, có nghĩa là hỏi về về vật, không phải là người. Cho nên chúng ta sử dụng chữ it để thay thế cho vật. Yes it is. Rồi sang câu thứ tư. Where does Hoàng study in the morning? Nghĩa là Hoàng học ở đâu vào buổi sáng? Chúng ta có từ để hỏi là từ where. Where nghĩa là ở đâu. Rồi các em tìm trên bài chỗ nào study in the morning đâu? Câu thứ mấy?
Câu thứ 5, giọng thứ hai. Thấy không? He studies at school in the morning. Như vậy thì ở trường buổi sáng, anh ấy học ở trường vào buổi sáng. Vậy thì câu trả lời của mình là He studies at school in the morning. Rồi tiếp theo câu thứ 5, What does he do in the afternoon? Anh ấy làm cái gì vào buổi chiều? Mình có từ để hỏi là what, nghĩa là cái gì. Vậy thì anh ấy làm cái gì vào buổi chiều? Và chúng ta tìm cái chữ in the afternoon ở trong bài ha. Vẫn là câu thứ 5 nha, nhưng mà là dòng thứ 3. Rồi các em nhìn, plays football in the afternoon, thấy không? Như vậy thì buổi chiều anh ấy làm cái gì các em? Anh ấy plays football, nghĩa là chơi đá banh ha. Như vậy câu trả lời của mình là He plays football in the afternoon. Rồi tiếp theo câu số 6, Does he get good marks in class? Nghĩa là anh ấy có đạt được điểm tốt ở trong lớp hay không? Câu hỏi của mình bắt đầu bằng trợ động từ does. Như vậy mình sẽ có cách trả lời là yes hoặc là no. Rồi các em tìm trong bài chỗ nào có chữ good marks. Câu số mấy? Câu số 6, dòng thứ 3 là câu cuối cùng luôn đó các em. He gets good marks in class. Như vậy câu trả lời của mình là yes hay là no? Là yes ha. Yes gì? Yes he does. Tại vì từ bắt đầu câu hỏi của mình là does, cho nên mình sẽ trả lời là yes he does. Rồi chúng ta sang phần tiếp theo là phần writing. Make sentences nghĩa là tạo câu dựa vào từ gợi ý. Rồi các em nhìn vào câu đầu tiên, My brother walks school every day. Em trai của tôi đi bộ trường mỗi ngày. Vậy mình sẽ đáp lại là hành. Em trai của tôi đi bộ đến trường mỗi ngày. Chúng ta có chữ every day thì động từ mình chia thì gì? Động từ mình chia thì hiện tại đơn ha. Như vậy thì chữ walk này mình thêm gì? Mình thêm s vào, tại vì chữ my brother là số ít. Chủ ngữ của mình ở đây là số ít, là my brother, chỉ có một người thôi. Thì chữ walk này thêm s vào. Walk đi đến trường là walk gì? School. Walk to school ha. Đi đến trường là walk to school. Như vậy đáp án của mình là My brother walks to school every day. Rồi tiếp theo câu thứ hai, She usually reads books her free time. Cô ấy thường xuyên đọc sách của cô ấy thời gian rảnh. Như vậy mình sẽ đáp lại là cô ấy thường xuyên đọc sách vào thời gian rảnh của cô ấy. Như vậy mình có chữ usually là từ nhận dạng của thì gì? Usually là từ nhận dạng của thì hiện tại đơn. Chữ she này là số ít hay số nhiều? Chữ she này là số ít, chủ ngữ của mình đang ở số ít. Như vậy thì động từ của mình thêm cái gì vào? Động từ của mình thêm s hoặc là es. Động từ của mình là chữ read. Chữ read này mình thêm s hay là es? Chữ read này mình thêm s ha. Rồi tiếp theo tới chữ her free time, trong thời gian rảnh của cô ấy. Như vậy thì mình còn thiếu cái giới từ là in her free time. Vậy đáp án của mình sẽ là She usually reads books in her free time. Rồi tiếp theo câu số 3, My half oval face big blue eyes. My có mặt trái xoan to xanh đôi mắt. Vậy mình ráp lại là Mai có một gương mặt trái xoan
và đôi mắt to màu xanh ha. Như vậy thì mình sẽ chia làm sao đây? Mình sẽ chia cái động từ này thành thành has, không, mình chia thành has là my has một cái gương mặt. Trái xoan là gì? Một là un oval face, và đôi mắt to màu xanh, và thì mình thêm chữ chữ n vào, and big blue eyes. Vậy mình sẽ đổi kết quả thành my has an oval face and big blue eyes. Rồi tiếp theo câu thứ tư, how milk you want, how là như thế nào, milk là sữa, you là bạn, want là muốn, sữa bạn muốn như thế nào hả? Mình có một cái cấu trúc để hỏi bạn muốn bao nhiêu thì mình sẽ có cấu trúc là how much hoặc là how many. Như vậy sữa ở đây có đếm được hay không? Sữa ở đây không đếm được ha, mình không có đếm là một sữa hay hai sữa, cho nên mình sử dụng chữ gì, how much hay là how many? Mình sẽ sử dụng how much. Rồi ở đây câu hỏi thì mình phải có trợ động từ. Trợ động từ của mình là mình xài do hay là does. Chữ do này là số số nhiều, cho nên mình sử dụng là do. Vậy mình sẽ có câu trả lời là how much milk do you want? Rồi các em nhìn vào câu thứ năm, your mother cook kitchen at the moment. Cuối câu mình có dấu chấm hỏi, thì đây là một câu hỏi. Your mother nghĩa là mẹ của bạn, cook nghĩa là nấu, kitchen nghĩa là bếp, và at the moment nghĩa là ngay lúc này. Mình có thể rắc nghĩa như sau: mẹ của bạn đang nấu ăn trong bếp ngay lúc này phải không? Vậy có chữ at the moment là từ nhận dạng của thì hiện tại tiếp diễn. Ở dạng câu hỏi thì mình sẽ đưa động từ to be ra đằng trước là am, is hoặc là are. Tiếp theo mình sẽ xét về chủ ngữ của nó. Chủ ngữ của nó ở đây là your mother. Your mother là số số ít, cho nên mình sử dụng động từ to be là is. Vậy mình sẽ có is your mother. Tiếp theo tới động từ chính của mình thêm in vào. Động từ chính của mình là chữ chữ cook, thêm in là thành cooking. Vậy mình sẽ có is your mother cooking. Tiếp theo tới nơi chốn là ở trong bếp là kitchen. Mình sử dụng giới từ in the kitchen. Như vậy mình sẽ có câu trả lời như sau: Is your mother cooking in the kitchen at the moment? Rồi, tiếp theo chúng ta qua câu số 6. Would you like drink orange juice? Would you like này là một cụm từ mình đã học rồi, có nghĩa là bạn có muốn. Drink nghĩa là uống, orange juice nghĩa là nước cam ép. Như vậy mình có thể ráp nghĩa như sau: bạn có muốn uống một ít nước cam ép hay không? Cái cụm từ would you like này là đã đúng rồi, cho nên mình không thêm gì cả. Tiếp theo đó là một một động từ. Động từ này như thế nào? Mình thêm to vào. Sau would you like, động từ thêm to. Bây giờ mình sẽ có would you like to drink một ít. Mình có từ nào nghĩa là một ít? Mình có từ từ some hoặc là từ any. Thông thường ở trong câu hỏi mình sẽ sử dụng từ từ any, nhưng mà đây là trường hợp đặc biệt, đây là một lời mời, cho nên mình sẽ sử dụng từ some thay thế cho từ any. Như vậy thì mình có thể ráp lại nguyên một câu như sau: Would you like to drink some orange juice? Tiếp theo chúng ta qua câu số 7. There not vegetables fridge. Mình có there not nghĩa là cấu trúc có, there is hoặc là there are. Vegetables nghĩa là rau củ, fridge nghĩa là tủ lạnh. Cái này mình có thể ráp nghĩa là thành là không có rau củ nào ở trong tủ lạnh cả. Rồi, như vậy thì mình sử dụng chữ there is hay là there are đây. Mình xét tiếp cái danh từ ở đằng sau nó là vegetables. Vegetables này là danh từ số nhiều, đếm được, cho nên mình sử dụng is hay là are.
mình sử dụng. Như vậy cấu trúc này mình sẽ có là de a. Người ta có cho chữ not thì mình thêm not vào. There are not hoặc là there aren't vegetables, không có rau củ nào, hoặc là không có một ít rau nào. Như vậy một ít hoặc là nào, mình có từ nào để thay thế nó là từ some hoặc là từ any. Nhưng mà ở đây là câu câu phủ định, tại vì có chữ not, cho nên mình sẽ sử dụng từ từ any. There aren't any vegetables. Fridge là tủ lạnh, chỉ nơi chốn, cho nên mình sử dụng với từ in the fridge. Như vậy mình có thể ráp nguyên câu lại thành there aren't any vegetables in the fridge. Rồi, câu tiếp theo. He travel plan at present. Anh ấy đi du lịch máy bay ngay bây giờ. Mình có thể ráp nghĩa là thành anh ấy đi du lịch bằng máy bay ngay bây giờ. Mình có chữ at present là từ nhận dạng của thì hiện tại tiếp diễn, cho nên động từ ở đây mình sẽ chia thì hiện tại tiếp diễn. Nào, mình bắt đầu chia. Mình có chủ ngữ là he, tiếp theo tới động từ to be là am, is hoặc là chủ ngữ của mình he ở đây là số, số ít, cho nên mình sử dụng động từ to be là is, là he is. Tới động từ chính của mình thêm in vào. Động từ chính của mình là chữ travel, thêm in là thành traveling. Như vậy là mình đã có he is traveling. Tiếp theo tới phương tiện là máy bay là plane. Để chỉ phương tiện thì mình đi chung với giới từ by là by plane. Như vậy mình có thể ráp nguyên câu lại thành he is traveling by plane at present. Như vậy mình đã cùng nhau làm một số bài tập về phần đọc và phần viết. Như vậy cô có bài tập về nhà cho các em. Xem lại bài đã sửa và làm bài tập, cô đính kèm theo.